Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì để mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh của mình và nhớ vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất nha. Trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành thực hiện thử thách với những em Pokemon ở vùng Alolan nha các bạn. Và ở đây đã có một con mèo nó xuất hiện rồi nè. Chúng ta sẽ đi qua bắt nó luôn nha. Ơi, hình như đây là một con mèo Alolan các bạn ơi. Wow, nhìn màu nó xám xám kìa. Quá xịn luôn, đầu tập đã gặp được một con rồi nè. Chúng ta sẽ bắt gọn luôn mà Whitbon thôi nha. Đó, khá xịn, khá xịn. Ok, để mình coi thử. Đây, đây là mèo Alolan nha các bạn. Wow, nhìn mặt nó khá là đòn luôn. Và nó thuộc hệ bóng tối. Khác hẳn với con mèo thường ha. Để mình cất nó vào trong đây đi. Rồi, và chúng ta sẽ lấy cái đội hình chính ra nào. Lấy cái đội hình chính ra để mà đi thu phục thêm nhiều em Pokemon Alolan khác nữa chứ. Đó, quá xịn luôn ha. Ủa, gì đây? Sao ông này đứng đây làm tôi hú hồn vậy? Ồ, bên đây có thêm một con Rattata nữa nè các bạn à. Ồ, Rattata màu tím. Đây là Rattata thường thôi. Trời ơi, không phải là Rattata Alolan. Khá là buồn đây. Để mình qua bên đây mình coi thử. Con Rattata này là con Rattata. Ồ, vẫn là thường anh em ạ. Để mình tiêu diệt nó luôn đi. Ôi ôi, mấy con thường sao nó đông vãi chưởng ra. Ui, phải diệt để cho nó không còn cái đẻ trứng nữa các bạn ạ. Đây, Rattata. Bên đây một con nữa nè. Lại là con thường. Trời ơi, ở đâu mà lắm thế. Ui, một con đây nữa nè. Ui, vẫn là con thường luôn các bạn ơi. Gặp quá là nhiều con Rattata thường luôn rồi nè. Đó, bên đây một con nữa hả. Dứt mày luôn nha con. Trời ơi, sau khi gặp khá là nhiều Rattata thường rồi thì mình đã quyết định đi qua cái vùng sa mạc để mà bắt mấy con Diddlyt anh em ạ. Đây, vẫn là Diddlyt thường, không phải là Diddlyt Alolan. Nhưng mà khá là may mắn mình đã gặp thêm một con Cheldur shiny nè. Con này thì mình đã có rồi đó, shiny của nó mình cũng đã có luôn rồi. Bây giờ mình sẽ bắt thêm một cái con nữa luôn, một con nữa luôn nha. À, mày tính chạy đi đâu hả? Đứng lại. Trời ơi, tính chạy đi đâu? Whitbon nó liền các bạn ơi. Lúc nào mình cũng phải xả Whitbon ra trước. Tại vì nó tỷ lệ 5 chấm lận. Khá đã đó. Đó, một quả đã thành công luôn. Ô, và đây có thêm một con Diddlyt nữa nè các bạn à. Đây, Diddlyt. Vẫn là Diddlyt thường thôi. Thôi kệ, mình sẽ tiêu diệt nó luôn đi. Mày nè. Vẫn là mình tại cái vùng sa mạc đấy các bạn ơi. Mình vẫn đang tìm Diddlyt đây. Đây. Diddlyt thế mày. Trời ơi, chưa gặp được cái con Alolan Diddlyt các bạn ơi. Khá là xui đây. Chúng ta sẽ cố gắng để mà tìm nó thôi. Wow, bên đây có một cái Pokéchest nè. Để mình qua kiểm tra thử xem. Vứt mấy cái này ra hết đi. Đây. Cubone. Wow, con này thì mình cũng cố gắng tìm các bạn à. Sao nhìn nó nhỏ vậy ta. Nhưng mà khá là dễ thương anh em ơi. Lậm luôn mà Whitbon nha. Mình đang tìm cái con Cubone này luôn nè. Lậm mày luôn nè. Wow, bên kia còn thêm một con nữa. Để mình coi. Con này thì nhỏ quá. Vậy thôi. Chúng ta sẽ sắp xếp cái con Cubone này lại cái đã. Cho nó ở chỗ này liền. Rồi. Để chúng ta xóa cái tên của nó đi. Mình đã có đủ rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua cái vùng jungle nha anh em. Chúng ta sẽ qua đây để mà tìm cái con SCQ. Đây, tên nó đây các bạn ơi. SCQ Cham. Cái gì đây? Oranguru. Con này. Trời ơi. Nó xuất hiện luôn các bạn ơi. Quá xịn luôn. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whitbon nha. Trời ơi, tôi tính qua cái vùng jungle để mà tìm SCQ mà. Trời ơi, quá đã luôn. Một công đôi việc. Đó, thêm một con nữa các bạn ơi. Oranguru. Wow, đúng là quá may mắn luôn rồi. Đó, bây giờ mình sẽ lại lên đường tiếp tục nha các bạn. Để mình coi cái biome của con SCQ nào. Tại vùng jungle và vùng taiga luôn. Cũng được thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường nha các bạn. Đó, phải cố gắng để mà tìm hết. Trời ơi, tìm hết tất cả Alolan luôn. Đây, mình vẫn đang ở vùng jungle đấy các bạn ơi. nó hơi bị drop FPS một xíu. Đây, SCQ.
cuối cùng nó cũng đã chịu xuất hiện rồi các bạn ạ. Ha ha, chúng ta sẽ đi tìm nó thôi. Mày ở chỗ nào? Chui ra mau. À, nó ở dưới đây các bạn ơi. Đây, nó chính là mấy cái quả này nè. Rất là đoàn kết luôn. Mình sẽ lụm nó lẹ luôn mà Whipmon nha. À, chúng ta sẽ cố gắng bắt lẹ thôi. Whipmon. Ô, không thành công. Wow, con này nhìn vậy mà cứng đầu quá ha. Vậy thì mình sẽ đi qua quả Tamerborn đi. Trời ơi, cứng đầu thì mình sẽ có cách trị thôi, không sao cả. Có vẻ nó cứng đầu thì các bạn ơi, tại vì nó có 5 hay là 6 cái đầu vậy đó. Mình để ý như vậy, hình như là 6 cái anh em ạ. Wow, ghê quá ha. Tiếp tục là Tamerborn luôn nha. Mình vừa đổi qua cái con Celebi á, cho nó tăng cái tỷ lệ lên. Hy vọng là vậy. Và nó ru ngủ luôn cái con Celebi của mình rồi. Trời ơi, mấy cái đứa này. Thôi kệ, chúng ta sẽ tiếp tục dùng Tamerborn luôn nha các bạn. Mình sẽ spam thật là nhiều đi, cho bọn nó sợ. Đó, thành công rồi. Và nó có thêm một con SCQ khác xuất hiện nữa kìa. Quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Mình sẽ còn mấy con này để mà tiến hóa lên cái dạng Alolan nha các bạn. Trời ơi, quá xịn luôn. Con gì băng nữa. Rồi, sắp xếp lại cái PC cái đã. Wow, chúng ta cũng còn khá là nhiều Pokemon đây. Nó nằm hơi bị rắc rối. Oranguru thì đi qua bên đây đi mày. Đứng bên đó làm gì? Chỗ đó của Alolan Pokemon mà. Hay da, bây giờ mình đang kiếm cái vùng Taiga anh em ạ. Mình sẽ còn đi bắt cái con Pikachu. Trời ơi, còn bắt thêm một con nữa. Chúng ta sẽ đi qua cái vùng Taiga. Taiga nằm ở đâu rồi? Đây, Taiga đây rồi. Đó, mình sẽ đi qua bên đây luôn nha các bạn. Wow, vùng này cũng khá là to ha. Wow, cũng được thôi. Chúng ta sẽ đi qua bên đây và cố gắng kiếm con Pikachu nha anh em. Pikachu xuất hiện ở vùng Taiga vào ban ngày đó. Mình sẽ cần nó để mà cho nó lên cái dạng Alolan Raichu nha các bạn. Khá xịn luôn. Và đây có một cái Master Chest nè, để chúng ta đi qua kiểm tra coi. Đây rồi, Pikachu. Mày đã chịu xuất hiện rồi hả cơn? Bắt nó gọn luôn các bạn ơi. Con này thì mình sẽ dùng Whipmon trước thôi. Nói chung thì con nào mình cũng dùng Whipmon trước hết á, để cho nó tăng tỷ lệ thôi. Và Whipmon thành công luôn. Một quả thôi các bạn ạ. Rồi, mình sẽ xóa tên nó đi, vì mình đã đủ rồi đó. Pikachu, sắp xếp nó liền. Đó, khá xịn anh em ạ. Ok. Con gì băng nữa. Rồi, ở đây mình đang cố đi qua cái vùng Kotaiga anh em ạ. Kotaiga và Kotaiga Hill á, để mà kiếm thêm một vài Pokemon Alolan nữa. Trời ơi, nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì hết. Khá là xui đây. Trời ơi. Đây rồi, Senryu anh em ơi. Đây là con mình còn đây rồi. Nói chung thì cái hành trình đi bắt các Pokemon Alolan á, thì mình sẽ đi rất là nhiều địa điểm nha. Và mình sẽ cắt ghép video cũng khá là nhiều. Có gì thì các bạn sẽ thông cảm cho mình nha. Tại vì mình phải đi rất là nhiều nơi để mà kiếm cái bọn này đó các bạn ơi. Đây, Senryu là con này đây. Ở vùng Alolan gì nó khác ngay đúng không? Ôi, con như xịn hơn nữa. Senryu này thì mình đã có một con rồi, bây giờ mình bắt thêm một con nữa. Đó, cho đủ hai con các bạn ạ. Quá xịn luôn. Trời ơi. Rồi, xóa tên nó đi thôi. Ok. Bữa nay chúng ta lại về cái vùng đồng bằng để mà kiếm mấy con Alolan Rattata này mà. Ở đây có một con nè. Đây. Đúng rồi, phải cái con màu đen này mới đúng chứ. Đây, Whipmon nha. Phải như vậy mới trúng anh em ạ. Đây chính là Alolan Rattata nè. Con mà chúng ta đã tìm bấy lâu nay. Cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện. Mình sẽ xóa tên nó đi, mình đã đủ rồi. Đó. Lại thêm một em Pokemon Alolan nữa. Chẳng mình thách đấu với ông này luôn đi. Cấp 96 hả? Không sao cả. Mình sẽ dùng Sukun để mà lo hết. Ui chết rồi. Cái con Low Spock này nó hơi bị ghê gớm anh em ạ. Mình dùng Hydro Pump có vẻ là cấu khá là ít máu. Ui nó ru mình ngủ luôn rồi.
để mình chuyển qua con Vittini đi. Chuyển qua con này chơi cho nó dễ luôn. Vittini, cố lên nào. Ui, cậu cũng khá là ít máu này mà, nhưng mà không sao. May nè con. Wow, các hiệu ứng skill rất là đẹp các bạn ạ. Đúng là mình rất là khoái với Vittini này. Trời ơi, càng ngày càng phát triển như vậy mới gọi là hay chứ. May nè, Slowpoke này, và nó ru ngủ luôn cái con Vittini của mình rồi. Mình sẽ chuyển qua cái con khác đi. Chuyển qua con Celebi anh em ạ. Wow, ông này có con Rattata luôn hả? Ghê vậy. Rattata cấp 90 mấy luôn. Wow. Cấp 90 mấy thì cũng bị ăn hành như thường thôi. Mày nè Rattata. Wow. Ồ, con rắn hả? Ekans. Ồ, cái skill bão lá nó rất là đẹp các bạn ơi. Nó thi triển rất là đẹp luôn nè. Wow, khá là nhiều skill xịn ha. Mày nè. Ồ, con gì băng nữa. Ôi, Big Gay cũng chết luôn rồi. Quá xịn. Đây, ở đây mình đang qua cái vùng Mega Tiger Hill các bạn à. Để mà tìm cái con Vulpix. Cái con cáo 6 đuôi, cáo 9 đuôi chứ ha. Đúng rồi. Nhưng mà nó cấp 1 đó các bạn à. Ô, gù cây hả. Ui, con này mấy tập trước mình tìm khổ lắm mà. Sao tập này xuất hiện dễ quá vậy. What the hell. Trời ơi, tôi đang tìm cái con cáo mà, đâu phải tìm con rùa đâu. Nhưng mà cũng tốt anh em ơi. Trời ơi, đúng là quá xịn luôn. Ồ, sao bắt nó khó ha. Vì vậy thì mình sẽ qua cái quả Liverpool đi. Cấp nó khá là thấp nên là cứ Liverpool mà xả anh em ạ. Wow, Liverpool vẫn không thành công luôn. Vẫn hút máu của mình nữa chứ. Cho mày thêm một quả Liverpool nữa nè con. Cho mày biết sợ là gì đi nha. Mày nè. Thành công luôn anh em ơi. Terwit. Con gì tuyệt vời hơn nữa. Trời ơi, đi tìm con cáo ra trúng một rùa cây luôn. Đây, bên đây nó có thêm mấy con mèo nè anh em à. Mình đang cố gắng tìm thêm một cái con mèo Alolan nữa. Nhưng mà nãy giờ mèo thường nó xuất hiện không à. Chưa thấy mèo Alolan ở đâu. Không có con nào, không có con mèo nào xuất hiện luôn hả. Sao khó khăn quá vậy ta. Trời ơi. Đây, bờ này có một con nè anh em ạ. Trời, phải đi vòng vòng nó mới chịu xuất hiện. Đi vòng vòng mới chịu xuất hiện. Và đây là mèo Alolan nè. Nhìn cái mặt đần thúi của nó là biết rồi đó. Lụm nó luôn thôi các bạn ơi. Whipball mà xả thôi nha. Quá xịn. Trời ơi, bắt quá gọn luôn. Để mình xóa tên nó đi. Tại vì mình đã đủ rồi. Mèo Alolan. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành search tên của mấy con Diglett và Dustrio tại cái vùng đi search anh em ạ. Vào buổi tối thì mấy con Alolan nó mới chịu xuất hiện lận. Còn ban ngày, từ, bữa nay có một con Dustrio nè. Trời ơi, ban ngày là mấy cái con thường thôi. Vào buổi tối tại những vùng đi search thì nó sẽ xuất hiện mấy con Alolan nha các bạn. Diglett. Đấy rồi. Nó có cái anten trên đầu anh em ạ. Đây mới thực chất là Alolan Diglett nè. Ôi ôi, lụm nó ngay thôi. Mình sẽ bắt hai con nha các bạn. Chúng ta sẽ cố gắng lên. Rồi, con đầu tiên nó thành công rồi. Bên đây còn một con nữa nè. Đây, vẫn là cái anten trên đầu. May quá. Alolan Diglett. Diglett. May nè con. Rồi, bắt nó gọn thôi các bạn ơi. Sời ơi. Rồi, để mình xóa tên của nó đi. Diglett và Dustrio. Hai con này mình đã đủ rồi nè. Ở đây chúng ta đang cố gắng để mà bắt Vulpix tiếp các bạn à. Vẫn là cái con cáo cấp 1 đó. Trời ơi, đi qua cái vùng này mà bắt lại thôi. Khổ tôi chưa. Hồi nãy mình kiếm nó mà nó ra con rùa. Bây giờ chúng ta phải đi qua đây và để tìm nó lại thôi. Đó. Cố lên. Xuất hiện đi mày, xuất hiện đi. Đây rồi. Phải như vậy chứ. Đây, Vulpix đây các bạn ơi. Đâu rồi? Nằm ở đâu vậy? Nằm dưới đây hả? Đây, nó đây các bạn ạ.
Vulpix của chúng ta đây rồi. Mình sẽ bắt nó gọn luôn bằng Whipbon nha. Wow, con này bao nhiêu đuôi vậy? 6 đuôi. À, cấp 2 nó mới 9 đuôi các bạn ạ. Mình xin lỗi nha. Rồi, thêm một con nữa rồi. Đây, chúng ta lại tiếp tục qua cái vùng Kotaiga và Kotaiga Hill để mà tìm thêm. Lần này cũng là con cáo 6 đuôi luôn nha các bạn. Nhưng mà cáo của Alola nha. Đó, không phải là cáo thường đâu. Đây rồi. Ồ, nó đã chịu xuất hiện rồi các bạn ơi. Ồ, trắng tinh luôn. Ồ, màu đối lập với màu đỏ luôn rồi. Rất là xịn luôn. Rồi, mình sẽ lượm nó lẹ luôn bằng Whipbon nha các bạn. Trời ơi, quá gọn luôn. Con như băng nữa. Ồ, ở đây có mấy con Cheldu nè anh em à. Mình đang cố tìm hai con Alolan Cheldu nữa. Mày nè, Cheldu hả mày? Dứt mày luôn nè con. Mấy con này là mấy con thường thôi bạn ơi. Chúng ta phải tìm tại cái vùng Extreme Hill M mới được nha. Với lại cái độ cao á là nó bé hơn 80. Đó, để mình xài cái skill đập đá coi. Ui, ui, đập đá ra được luôn nè các bạn ơi. Ui. Đây rồi. Đó, đây là Alolan Cheldu nha. Đó, khá là may mắn là chúng ta đã đập đá ra được luôn rồi nè. Nhưng mà phải đập tại cái vùng Extreme Hill M mới được nha. Ồ, khá là xịn luôn. Vậy thì mình còn một con nữa thôi các bạn ơi. Cố lên nào. Ây da, Cheldu hả? Mình vẫn đang cố đập đá tại cái vùng này anh em ạ. Trời ơi, nãy giờ mấy con Cheldu thường á nó xuất hiện quá chừng luôn. Chắc mình không còn hy vọng nữa đâu. Tại chúng ta... À, bên đây còn một con nữa nè. Trời ơi, lại là con thường. Trời ơi, con thường này mình đâu có cần đâu. Thôi kệ anh em ơi. Để mình đi ra đây mình đập đá. Đập đá nè. Ui, xui quá. Rồi chúng ta sẽ chờ một xíu để cho nó cái skill đập đá nó hồi lại anh em ạ. Rồi mình sẽ đập tiếp một lần nữa nha. Nói chung thì cái độ cao á nó phải bé hơn 80 hoặc bé hơn 70 nha các bạn. Đó, nói chung là ở thấp, ở mấy cái tầng thấp á, tại cái vùng Extreme Hill M, khi các bạn đập đá hoặc là có mấy con Cheldu nó spawn á thì nó sẽ có tỷ lệ spawn một cái con Alolan Cheldu ra nha. Nghe nó hơi rắc rối vậy thôi nhưng mà cũng không có gì đâu. Skill đập đá. Ui, và lần này chúng ta lại đập thêm một con nữa. Đại rồi, Alolan Cheldu rồi nè. Quá xịn, quá xịn. Nãy giờ mình có đập thêm một con Onix nữa các bạn ạ. Trời ơi, nó xuất hiện đúng là khó vãi chưởng ra luôn. Rồi, xóa tên này đi thôi. Ok, và đây mình sẽ tiến hành show cho các bạn thấy mấy em Cheldu Shiny, Cheldu thường và Cheldu Alolan các bạn. Đây là một con Cheldu Shiny nè. Mình sẽ cho nó lên cấp đi bằng việc cho nó ăn kẹo. Đó, Cheldu. Wow, đây hình dạng Shiny nó rất là đẹp ha các bạn ha. Wow, nó vàng óng luôn kìa. Ồ, và nó sẽ tiến hóa lên con Revealer. Revealer, trời ơi. Và cái con Cheldu Alolan này để mình coi thử. Ê, chết rồi, cho lộn cái con này sao rồi. Cho nó tiến hóa lên chứ. Ồ, con này phải ăn rất là nhiều kẹo đấy các bạn ơi. Tại vì phải cấp 25 nó mới tiến hóa được lận. Cho nó ăn khá là nhiều kẹo đây. Ô, con này thuộc hệ đá và hệ điện hả? Ồ, khá là khác cái con hồi nãy ha em ha. Đúng là Alolan cái hệ nó khác luôn nè. Và Alolan Cheldu của chúng ta nó cũng đang tiến hóa luôn rồi nè. Đó, giờ là thời khắc. Trời ơi, để những em Alolan tiến hóa lên nha. Và Tala, đây là Alolan Revealer. Chúng ta cũng có thể cởi nó luôn nè. Đây là cái gì đây vậy? Duststone Shark. Con di băng nữa. Đây, Revealer Shiny, Revealer thường và Alolan Revealer nha các bạn. Trời ơi, xịn chưa? Trời ơi, ba dạng luôn đó. Ok, thì đó là Revealer và Cheldu nha các bạn. Rồi, mình đã xong. Xong hai em đầu tiên rồi chứ nhờ. Hai em Alolan đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ cất vào trong đây hết nha. Rồi, bây giờ tới mấy em tiếp theo thôi các bạn ơi.
Thì tiếp theo mình sẽ cho bạn xem đó chính là mấy con mèo nha các bạn. Mèo thường và mèo Alolan, cũng như là cái con Persian, tức là con mèo cấp 2. Ở vùng thường và vùng Alolan nó thử nó khác nhau như thế nào nha. Con mèo Alolan này chúng ta phải cho nó điểm happiness là trên 220 và cho nó ăn kẹo thì nó sẽ tiến hóa lên nha các bạn. Cái hình dạng Alolan Persian á, tức là cấp 2 của con mèo này á, nó sẽ đòi hỏi như vậy đấy. Cực kỳ khó chịu luôn. Trời ơi, khó chịu thế nha. Và nó tiến hóa lên con Persian rồi nè, dạng Alolan đó các bạn ạ. Thì mình nhìn cái mặt nó kìa. Đúng đòn luôn. Ây da, cái con Zigzagoon này, đi chỗ khác đi. Chỗ người ta đang làm gì? Sao tới đây làm cái gì vậy? Đây, đây là hai con mèo thường và mèo Alolan nha các bạn. Hy vọng có thể các bạn có thể nhìn thấy cái sự khác biệt của chúng nó. Một con mặt đúng gian xảo, một con mặt thì rất là đòn luôn nè. Đó, con Persian cũng vậy. Bạn nhìn nè, cái con Alolan mặt đúng đòn đi. Trời ơi, đau đầu quá. Rồi, đó là xong. Thêm hai con Alolan nữa nha các bạn. Đó, mình sẽ cất hết vào trong đây nha. Hay da, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục với cái chuyên mục. đây là Raichu nha các bạn. Pikachu chứ. Đó, chúng ta sẽ dùng Thunderstone để mà nó tiến hóa. Mà các bạn muốn tiến hóa lên hình dạng Alolan á, thì phải có một con Alolan Pokemon ở trong ở cái bạc ti của các bạn. Đó, và nó đã tiến hóa lên được con Alolan Raichu rồi nha. Đó, quá xịn luôn. Mình đã có cái con Alolan Sunrise ở trong cái bạc ti của mình rồi. Tức là 6 con mà các bạn đem theo á, phải có một con là Alolan thì nó mới lên được cái hình dạng là Raichu Alolan nha. Khá xịn. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho bạn xem. Đây là mấy con Rhymer thường và Rhymer Alolan. Con này được trước mình câu rất là nhiều luôn. Ôi, nhìn nó kìa, khó chịu chưa. Và đây là con mất thường và mất Alolan nha các bạn. Ôi, sao cái con mất thường nó bự quá vậy, bự chà bá luôn. Để mình coi kích thước nào. Mất Alolan kích thước small và mất thường kích thước là gì đây. Enormous, hàng chi nó bự là phải rồi. Ok, rồi tiếp theo đó chính là mấy con Diglett nha các bạn. Đây là Diglett thường và đây là Diglett Alolan. Nó khác nhau bởi cái sợi anten ở trên đầu các bạn ạ. Rồi, và đây là một con Diglett. Trời ơi, mình sẽ cho nó tiến hóa liền. Diglett Alolan nha các bạn. Cho nó tiến hóa lên Dustio Da Alolan luôn. Làm cái này thì nó hơi bị lẹo lưỡi một xíu. Các bạn thấy không? Nó khác hẳn thấy không? Nó có thêm mấy cái tóc ở trên đầu nữa. Và mấy con Dustio bình thường thì nó chọc lóc luôn, không có cái gì hết. Mấy con này nó còn có tóc vàng nè, nó để mái ngố rồi nữa chứ. Trời ơi, đúng là Alolan có khác thiệt. Và tiếp theo là SCQ nữa các bạn. Chúng ta sẽ tiến hóa nó bằng cách xài Leaf Stone nha. Và phải có một cái con Pokemon Alolan. Đó, các bạn phải mang theo một con như vậy thì nó mới tiến hóa lên cái dạng Alolan được nha các bạn. Nó cũng như Raichu vậy đó. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đây là Alolan Exeggutor nha các bạn. Nhìn cái cổ nó cao chứ kìa. Và đây là Exeggutor thường nè. Nhìn nó lung tịch. Trời ơi, con này còn có thêm cái đầu ở đây nữa chứ. Trời ơi, bó tay luôn. Quá thể rồi các bạn ơi. Nhìn rất là cute ha. Quá xịn. Wow, kích thước small nhưng mà nó khá là cao ha. Còn gì bằng nữa. Ok, và tiếp theo sẽ là cái hình dạng của Sunrise nha các bạn. Đây, Sunrise thường và Sunrise Alolan. Chúng nó đây nè. Một con ở vùng sa mạc, một con ở cái vùng băng tuyết. Chúng ta sẽ cho con Sunrise này tiến hóa bằng cách cho nó Ice Stone nha các bạn. Ice Stone thì hình như những tập trước mình có lấy rồi đó. Đây, và nó đã lên con. Wow, con này cực ngầu luôn. Đây là Sandslash Alolan. Wow, nhìn nó ngầu quá vậy. Ui, hấp dẫn các bạn ơi. Đây, Sandslash thường đây nè.
Ồ, Slash thường hình như nó nhỏ một xíu nè. Bạn không? Bạn thấy không? Mấy cái gai ở trên lưng á, nó thay bằng băng luôn rồi. Kinh khủng chưa? Rồi, tiếp theo sẽ là con Cubone nha các bạn. Đó. Con này chúng ta sẽ cho nó tiến hóa bằng vào ban đêm. Ồ, ban đêm mới được thôi. Và ta là vào ban đêm nó mới lên cái hình dạng Alolan như thế này nha các bạn. Đây là Marowak Alolan và Marowak thường đây. Ồ. Wow, có hình xăm nữa nè. Xăm cái gì đây vậy? Xăm cái ký hiệu vô cực hả? Và cái cây xương nó bốc lửa luôn nha các bạn. Rất là kinh khủng luôn. Ồ, lửa đó là lửa ma đó bạn ơi. Rồi, tiếp theo sẽ là mấy em Vulpix nha. Đây, Vulpix của mình đây rồi. Đó. Vulpix thường và Vulpix Alolan. Mình cũng sẽ cho nó tiến hóa bằng Ice Stone luôn nha. Cứ xài Ice Stone này nó sẽ tiến hóa thôi. Vulpix. Để mình coi. Vulpix Alolan này thì nhìn nó khá là lạnh giá nè em ơi. Và nó lên con Ninetales Alolan luôn nè. Wow. Nhìn rất là lạnh ha. Và đây là Ninetales thường nè. Nhìn hai con. Wow. Ninetales thường có vẻ là cái đuôi nó không có được bồng bềnh cho lắm nha. Ninetales Alolan này cái đuôi nhìn rất là phê ha các bạn ha. Nhìn rất là đẹp luôn. Wow, khá chỉnh khá chỉnh. Rồi, chúng ta có thể cởi được luôn nè. Hai con nào cũng có thể cởi được hết. Rồi, và đó là Vulpix và Ninetales Alolan nha. Tiếp theo sẽ là Rattata nha các bạn. Wow, đây là cái bầy cuối cùng của mình rồi nè. Ôi ôi. Ồ, ba con luôn. Rattata thường, Rattata Tiny và Rattata Alolan. Trước mắt để mình tiến hóa cái đã. Tiến hóa cái con Rattata Shiny này cái đã. Ồ, Rattata Shiny. Và nó sẽ lên con Raticate nha các bạn. Ồ, và con này màu đỏ nè em ơi. Ồ, nhìn rất là đẹp luôn ha. Ồ, màu cam chứ nhờ. Đây. Và đây là con Raticate thường nè. Nó màu nâu nâu anh em ạ. Khá là đẹp. Rồi, tiếp theo là cái con Rattata này đi. Rattata Alolan nha. Để mình coi. Chắc mình nghĩ tiến hóa cấp 2 của con này nó cũng màu đen như vậy thôi anh em ạ. Đúng rồi mà. Nhưng mà cái má phúng phính của nó rung lên rất là nhiều luôn ha. Dạ, cái con này kiếm chuyện với tôi hả? Đi chỗ khác đi. Sao lại thích kiếm chuyện với tôi hả? Đây, mình sẽ so sánh cho bạn coi nha. Raticate, ba con luôn, thường, Shiny và Alolan. Ôi ơi. Nhìn nó rung ghê các bạn. Rất là dễ thương luôn. Rồi, chúng ta sẽ cất vào trong đây nha. Đó là tất cả 17 loại Alolan trong tập ngày hôm nay. Mình còn thiếu một loại nữa, đó chính là Golem và Alolan Golem. Chúng ta chỉ có thể có được bằng cách là trao đổi với người chơi khác. Còn đây mình đang chơi một mình nên là không thể có được. Có gì các bạn thông cảm nha. Chính xác là có 18 loại đó. 18 loại Alolan. Nhưng mà tập hôm nay chúng ta chỉ có 17 loại thôi. Rồi, và bây giờ mình sẽ so sánh cho bạn coi nha. Con này thuộc hệ đất nè. Senryu hệ đất. Và Senryu Alolan thuộc hệ băng và hệ thép. Wow, đó là cái sự khác biệt rõ rệt đó. Quá là xịn luôn. Để mình coi cái son Senslash. Senslash cũng vậy, thuộc hệ băng và hệ thép. Và Senslash thường thì thuộc hệ đất. Khác nhau rõ rệt luôn anh em ơi. Và đây là Vulpix nè. Wow, thuộc hệ lửa. Wow, hệ lửa hả ta? Cũng xịn. Và Vulpix này thuộc hệ băng. Ui, hai con chung một tên mà sao hai hệ đối lập quá vậy? Wow, Ninetales này thì thuộc hệ băng và hệ tiên các bạn ạ. Wow, cũng xịn lắm. Trời ơi. Để mình coi con Ninetales thường nó thuộc hệ gì đây? Thuộc hệ lửa. Wow, cũng như vậy, cũng xịn. Ok, để mình coi sự khác biệt của những con còn lại đi. Diddlit này thuộc hệ đất hả? Diddlit Alolan thì có hệ thép nữa các bạn ạ. Cũng khá là hay. Về phần Dusio thì cũng vậy thôi. Cũng giống như Diddlit này vậy anh em ạ. Đó, nguyên một bảng Alolan luôn nè.
Wow, con Grimer Alolan thì hệ độc và hệ bóng tối. Trong khi đó thì cái con Grimer bình thường thuộc hệ độc thôi. À, khá là hay anh em ơi. Và cái con mất này, mất thì cũng giống như Grimer thôi, cũng y chang vậy. Tiếp theo là Execute, con hệ thường thì nó thuộc hệ tâm linh và hệ lá nha anh em. Ồ, con này là Executor chứ, mình xin lỗi nha. Và con này thì thuộc hệ lá và hệ rồng. Wow, Alolan thì thuộc hệ lá và hệ rồng ha. Hệ rồng hết ta, hay quá vậy. Mèo đây, à, như bạn biết rồi, mèo thì thuộc hệ thường rồi nè. Và mèo Alolan thì thuộc hệ bóng tối. Ồ, xịn chưa. Persian cũng thuộc hệ thường. Và Persian Alolan cũng thuộc hệ bóng tối luôn, giống như mèo. Raichu, Raichu thường thì thuộc hệ điện thôi nha các bạn. Đó, và Raichu Alolan thì nó có thêm hệ tâm linh nữa, hệ điện và hệ tâm linh. Khá là xịn. Rồi, tiếp theo là Cheldeus. Con này thuộc hệ đá và hệ đất anh em ạ. Con thường thì thuộc hệ đá và hệ đất. Để mình coi cái con Alolan coi thử nào. Thuộc hệ đá và hệ điện. Ui, sao nghe nó mâu thuẫn với nhau vậy. Nhưng mà cũng khá là xịn đấy các bạn ạ. Còn về phần của con Rayvealer thì cũng như vậy thôi ha. Đây, Rayvealer Alolan cũng là hệ đá và hệ điện luôn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi qua mấy con Cubone. Cubone thường thì thuộc hệ đất thôi. Và Cubone Alolan thì mang hệ lửa và hệ ma anh em ơi. Ồ, khá là xịn đấy. Hàng chi. Rồi, tiếp theo là cái phần Rattata. Wow, Rattata thì hệ thường thôi. Con này thì vừa mang hệ thường vừa mang hệ bóng tối. Wow, đúng là Alolan. Raticate cũng vậy. Và Raticate Alolan cũng vậy luôn. Ok, khá là xịn rồi. À, quên, mình còn một con nữa chưa tiến hóa. Đó chính là cái con rùa cây anh em à. Nó tên là... gì nhỉ? Twit. Giờ mới nhớ. Tự nhiên nhớ cấp 2 của nó. Cấp 2 của nó là con Rotal các bạn ạ. Đây, Twit. Trời ơi, nãy may mắn đi tìm cái con cáo lửa mà gặp được con này luôn nè. Đây, Twit nó đang tiến hóa luôn các bạn ơi. Rồi, để mình coi hình dáng của con Rotal nó sẽ như thế nào đây. Mình chỉ nhớ cái tên thôi. Và nó có cái bụi cây ở trên lưng luôn nè. Wow, khá là xịn anh em ơi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cho nó lên cấp nữa luôn nha. Wow, học được skill mới nè, mình sẽ thay liền. Cho nó lên cấp Omega Ren hả? Thay luôn. Rồi, cấp 32 rồi. Cấp 32 nó đã bắt đầu tiến hóa luôn các bạn ơi. Và đây chúng ta sẽ được chứng kiến cái dạng tiến hóa cấp 3. Để mình coi rùa cây cấp 3 nó sẽ như thế nào đây. Nguyên một cái cây cổ thụ. Wow, nó như một cái hòn đảo luôn các bạn ơi. Mọc trên lưng con rùa luôn. Học được skill động đất nè, mình sẽ thay liền. Trời ơi, khá xịn luôn, con gì băng nữa. Ok, khá là may mắn trong tập ngày hôm nay luôn đó. Cởi được. Wow, và cởi nó hơi bị kỳ cục một xíu. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Ok, mình cất nó vào đi ha. Đó, đây là Torterra nha các bạn. Ok, thì chắc tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hôm nay mình đã so sánh cho bạn xem 17 loại Pokemon ở vùng Alolan nha. Còn một con duy nhất đó chính là con Golem. Thì gần đó mình không có chơi với người chơi khác nên không có được. Thì nếu thấy video này hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ ấn like fanpage Fury Gaming và comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.